gió biển 2 đây. Nhà hàng Gió Biển 2 ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Chị Cúc mời gia đình Vũ ăn bữa cơm để chúc mừng con của Vũ vừa tốt nghiệp ra trường nha các bạn. Thì chị Cúc vô trước rồi, giờ mình đi vô nha các bạn. Đây. Đây đây đây. Đây là nhà hàng Gió Biển 2 nha các bạn. Nếu máy gọi máy xe tỉnh thành, gọi của vừa tỉnh thành, làm ca mạng, lên nó mạng 2, đứng sắt gần 2. Rồi. Biển 2. Chào cưng. Rồi đây. Phòng VIP 1. Đây. Dạ. Vô giờ đợi em lâu. Không sao đâu. Dạ. Trong này thành phố mà chạy xe hơn. Nhích. Chị có bị ngồi sẵn không? Đừng có bài để nó nói em ra cái chỗ này cũng đi. Thẻ luôn, cũng không biết mình là cái gì luôn á. Dạ, nè, gọi món em. Rồi, bây giờ muốn ăn gì nữa thì ăn. Chị gọi rồi hả? Dạ. Chị ba ăn cái gì em gọi luôn cho hai tự chị gọi đi. Ê nhìn kỹ ra. Mày đứng kỹ là chị. Dạ thì ai cũng vậy chị em. Đi đúc luôn. Bây giờ chị mà mở mũ là em mới nhìn thấy là anh nhìn giống y chang hay. Giờ mới giống chị hả chị? Giống mẹ là. Chị thứ mấy? Chị thứ ba. Thứ ba hả chị ba? Ờ. Đi đúc luôn. Giống cha thì đây nè, giống cha sáu với chị bên Úc, chị ba, giống cha chị, Cúc. Chị hai còn với thằng thứ năm giống cha, còn giống mẹ là cô mẹ, giống mẹ là sáu, giống cha đẹp, giống cha đẹp, giống la đẹp, giống như la đây có gà bò biên lũ trụ trì ngồi đây nha em. Anh đi nha, tự nhiên đi thăm hai chị, dạ chị ba đấy. Tự nhiên nha. Cứ mắc cỡ đó bông quá. Đây con mắc cỡ. Cảm ơn mẹ chị ba. Cảm ơn mẹ với ba nó cho. Mẹ ba lo học chứ có nhiều đứa không được muốn học mà muốn học. Dạ đúng rồi, chương trình này. Anh đi con, anh đi. Giờ đi qua đi. Có thuốc nè. Có nè. Em thấy thầy là phải uống về nó đi đâu nó phải uống. Dạ, em có thuốc say bye bye.
cũng chả tốt nặng gì đâu, em nhờ nó em mới đi được đó. Nhưng mà chết á, tay chết luôn á. Em nói điện xe không sai, cái sao cái em nói để điện tàu thử rồi sai nghe người ta nói tàu, cái thời em đi tàu ngồi ở trước mũi giáo mình ăn mình không mệt cả nhà. Rồi lúc cuộc hả? Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình. Cái thời em đi du lịch với chị ba đi bằng máy bay. Nhà nha, ngon quá. Có không mấy đứa có không nè, giải chị ba có không? Là món gỏi. Gỏi gì vậy? Gỏi sen hả? Gỏi sen tôm thịt với củ dừa. Món cơm này là cơm cá chiên cá mặn. Cá mặn. Dạ. Cơm chiên cá mặn. Vậy là để chuyến này về du lịch Huế là có đi theo được chị không? Nó không đi, không đi luôn. Hai chị em đi Singapore. Đi Singapore. Để chuyến Singapore này là có đi này đi Singapore. Ba nước có không? Singapore. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy ngày bà đủ y chang. Đi cắt tóc con chó mèo quá. Chó một mèo chứ hai người gia đình nó đủ rồi, nó không có cần nữa. Để cái chợ này chơi đó. Bà cũng có làm được chút lại ha. Ai nhận nuôi mà nhưng với điều kiện mà để trong nhà 350.000 đô. Thì lần này em thấy chị về vui vẻ thoải mái hơn là mấy lần trước rồi hơn. Đúng rồi. Biết cái gì tiếp. Quay hết gia đình rồi. Dạ. Nó hay hơn. Dạ đúng rồi. Thì cá đánh đưa cá có gì thôi. Được rồi, tôi thử. Ok, ok, để chưa thêm. Hỏi ngon rồi, chưa thêm. Cho anh hỏi món này là món gì? Món mực hấp gừng nha các bạn. Đó. Món này rất là ngon nha các bạn. Mà động lạnh ha là tươi chị cho không có làm nha. Làm chỉ có thực cách trong mấy hộp xe của động lạnh mà điều lúc mà người ta ấy lên còn tươi người ta đông đúng rồi nó tươi đó. Thuyền ở bên nước ngoài á khi người ta bắt lên thì nó biết là đông lạnh liền, người ta đông lạnh liền, người ta không có ướp bất cứ một cái gì hết, người ta bỏ vô tủ lạnh, người ta vô cái khung đó vô hai ký cứ một cái cây của nó 2 ký. Là nhà hàng cái biển 2, 86 sạch 4 lần thứ 9 cho lên tay thì dạ. Món gì chứ Bình? Ốc gì? Ốc nấu chuối. Ốc nấu chuối chứ không phải là ốc. Thử. Cái gì mình cũng phải thử cho biết. Đúng rồi, xe thử cho nó biết. Bên đầu bên kia cái gì nhưng phải chưa lương. Đúng không? Cái này có nước cốt dừa nè, béo à. Không, cái này không có cốt dừa đâu. Không. Không cốt dừa đâu em. Này nó giống như ca canh vậy hả? Thử là chị mời chị. Thử là đi thôi. Dạ. Kêu thằng Vin hút à. Né né trên e né ếch nhưng mà thôi ăn chuối. Đúng rồi.
Con ăn con. À đúng rồi. Đủ ăn xong rồi nha các bạn. Dạ, gia đình ăn xong rồi. Dạ không có sao đâu chị. Rồi cảm ơn em gửi lời cảm ơn chị Cúc nha. Chị Cúc đã mời em bữa cơm hôm nay. Rồi giờ cả nhà chuẩn bị đi ra về. Còn về kiếm sáng thì có khi đưa mà. Đưa nó. Giờ phải đưa nó về hẳn rồi. À. Rồi cũng về cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không sao. Dạ dạ. Dạ. Rồi ba chị dạ. Rồi Vũ giờ Vũ về Vũ. Cảm ơn chị Cúc đã mời gia đình em bữa cơm hôm nay nha. Rồi giờ Vũ ra xe về. Ở đây ngay sân bay nè các bạn. Nó máy bay bay ngang qua nè. Rồi giờ Vũ về Vũ xin phép kết thúc cái video.